Thì đây anh cũng quay luôn này. Đây là cái di động của em này, em lướt lướt cứ lướt lướt thôi, không sao. Nhưng mà em sẽ nhìn thấy trên cái phần menu này này. Nó có một cái menu, em mở vào menu em sẽ chọn. Em sẽ chọn ở cái chỗ nào. Em sẽ thấy cái market này không? Em thấy market play này không? Cái nút button market play này, em bấm vào market play. Đó, nó sẽ loát đến market play. Rồi, em thấy cái chỗ đang bán này không? Em bấm vào cái bán. Đó. Đó là cái mà em đăng bài đây, nhưng mà cái này là anh viết nên là em sẽ không phải bấm vào đây. Rồi, em sẽ bấm vào đâu? Em sẽ kéo ở đâu để thấy mình cái mình đang bán ta. Em sẽ kéo ở hộp thư em kiểm tra. À, đang trả lời chưa có gì đang vận chuyển. Đó, chưa có gì. Rồi em sẽ bấm vào đây. Đó, market play. Cái đây này, cái chú ý ở đây nhá, đó là cái hình người này. À, em bấm vào cái hình người. Rồi em sẽ thấy được các danh sách các sản phẩm mà em đang bán. Ở cái bông thời trang Emily này này, nó chính là cái mà anh đang chạy quảng cáo. Thì ở đây á, em sẽ bấm vào đây. Em sẽ bấm vào cái dấu ba chấm này này. Nó sẽ hỏi em á, là anh chỉ cần em bấm vào đây, em bấm vào niêm yết ở những nơi khác. Đó, em bấm vào niêm yết ở những nơi khác. Em sẽ bấm vào những nhóm như sau, nhóm hội công nhân Bình Dương này. Hội công nhân Bình Dương này, chợ xe Corona này. Chợ tốt Đức Trọng này, chợ xe Corona này, đó em bấm đăng lên thôi. Đó. Xong rồi em quay lại, đó. Rồi em quay lại em lướt thôi, vậy thôi, đó vậy nha. Nhưng mà tối nay đang bị sóng gió nên là tốt nhất là em tạm thời không có làm gì hết, em chỉ cứ lướt thôi. Nhưng mà từ ngày mai á thì anh chọn những sản phẩm nào mà anh nhắn tin là anh đang chạy quảng cáo á, thì em bấm chia sẻ thêm hộ anh. Vậy nha.